5 công việc bí ẩn nhất thế giới. Chào tất cả các bạn, hiện tại các bạn đang làm những công việc gì? Bác sĩ, kỹ sư, công nghệ thông tin hay cán bộ công chức, v.v. Công việc của các bạn có được giữ bí mật hay không? Chắc là không, vì chúng khá phổ biến phải không nào? Tuy nhiên trên thế giới, có một số, phải nói là rất ít công việc được xem là tuyệt mật. Rất khó nắm bắt được thông tin công việc đó như thế nào, người làm cần phải làm gì và phải có những tiêu chuẩn gì. Các bạn nghĩ, đó là những công việc gì nào? Đáp án ở ngay trong video mà Top Bí ẩn sẽ giới thiệu cho các bạn. Muốn biết các bạn hãy cùng theo dõi nhé! 1. Lái máy bay cho hãng hàng không bí ẩn nhất thế giới. Là một trong những công việc được xem là thuộc dạng top hot, vì vậy mà không phải ai cũng có thể ngồi vào buồng lái máy bay. Nếu công việc phi công cũng được chia sẻ nhiều, nhưng đó là khi bạn lái máy bay cho những hãng hàng không dân dụng. Còn khi bạn là phi công của hãng hàng không bí ẩn, tất nhiên bạn cũng sẽ có nhiều bí mật. Công việc lái máy bay được xem là bí ẩn nhất thế giới dành cho hãng Jet Airlines do Không quân Mỹ vận hành, có nhiệm vụ chuyên chở các quan chức chính phủ Mỹ từ sân bay quốc tế McCarran của Las Vegas tới căn cứ quân sự tuyệt mật mang tên vùng 51, hay còn gọi là vùng cấm ở phía nam bang Nevada. Đây là khu vực luôn nằm trong danh sách bí ẩn nhất nước Mỹ và thế giới. Nơi đây được cho là điểm cất giữ những bí mật về người ngoài hành tinh của Mỹ. Yêu cầu tuyển phi công của hãng cũng không quá đặc biệt. Tuy nhiên, tố chất quan trọng mà Jet Airlines đòi hỏi ở các ứng viên đó chính là khả năng bình tĩnh và xử lý tình huống dưới áp lực ngặt nghèo như trường hợp xảy ra sự cố, thời tiết bất ổn và các cuộc tấn công của không tặc hoặc tấn công bằng bom. Ngoài ra, các bạn còn phải giữ bí mật về những nơi bạn sẽ đến và những nhiệm vụ được giao. Và tất nhiên, tiền lương của bạn cũng không hề thấp đâu nhé. 2. Giúp việc cho giới siêu giàu. Giúp việc cho giới siêu giàu đang là một trong những nghề mới rất được quan tâm. Không ít người bỏ ra số tiền lớn để tham gia các khóa đào tạo giúp việc cho giới siêu giàu. Bởi khi được làm tại những gia đình này, bạn sẽ có được tiền lương hậu hĩnh và những quyền lợi đáng mơ ước. Công việc của những người giúp việc cho những gia đình siêu giàu có cũng chỉ là dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, nấu nướng. Tuy nhiên, sẽ khác với những gia đình bình thường, bởi ở đây sẽ có những quy định cực kỳ nghiêm ngặt. Vì thế, để làm công việc này, bạn phải là người có tính cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, bạn còn phải là một người biết giữ bí mật. Bạn không được tiết lộ nơi bạn đang ở, không được tiết lộ nơi bạn sẽ đến, người thuê bạn là ai, gia cảnh như thế nào. Tóm lại, bạn làm việc gần như bí mật nhưng phải rất chuyên nghiệp. Bởi không ai muốn bỏ ra một số tiền khủng để thuê một người không được việc và không biết giữ bí mật về cuộc sống đời tư của gia chủ. 3. Mật vụ CIA. Một số cựu nhân viên CIA nói rằng quá trình tuyển chọn nhân sự của cơ quan này có lẽ là gắt gao nhất tại Mỹ, chỉ đứng sau nghề tổng thống. Tất cả những công đoạn nói trên khiến CIA phải mất trung bình 2 năm để hoàn thành xét tuyển. Còn nếu bạn là ứng viên cho công việc này, bạn sẽ phải trải qua một giai đoạn vô cùng căng thẳng về tâm lý. Sau khi được tuyển thì cuộc sống của bạn sẽ không dễ dàng hơn là mấy. Vì sao ư? Các bạn đừng nghĩ làm việc cho CIA là rất ngầu như trên phim. Không có đâu nhé. Như các bạn đã thấy trên phim, những mật vụ CIA luôn phải thực hiện nhiệm vụ một cách âm thầm, nghĩa là bạn phải giữ bí mật với cả gia đình, bạn bè và luôn đối mặt với nguy cơ bỏ mạng, tra tấn hoặc thậm chí bị chính quyền mà mình luôn bảo vệ chối bỏ khi có biến. Ngoài ra thì lương của nhân viên CIA không tính là cao, nhưng lại làm việc trong môi trường cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, yếu tố mà công việc này cần ở các nhân viên là tinh thần yêu nước, có đam mê và sự chuyên nghiệp cao độ. 4. Nghiên cứu sự sống ngoài trái đất, NASA. Đi đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, khám phá các ẩn số ngoài không gian, sự sống và các tinh cầu ngoài trái đất, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã có những thành tựu đáng kể trong việc đưa người lên mặt trăng, đưa robot thăm dò lên sao hỏa, đưa tàu thăm dò ra ngoài hệ mặt trời. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Họ đang làm những điều to lớn hơn. Đó là gì các bạn? Chắc các cụm từ như người ngoài hành tinh, sự sống tại các ngoài hành tinh ngoài hệ mặt trời đã khá quen thuộc với những ai quan tâm đến lĩnh vực khoa học vũ trụ này. Và dường như chúng ta cũng rất ít được tiếp cận với các thông tin về những người làm công việc này. Chúng tuyệt mật và không hề có bất kỳ sự rò rỉ nào, ngoại trừ việc NASA chịu công bố các thông tin liên quan. Tuy nhiên, từ những bộ phim viễn tưởng, chúng ta có thể thấy được những gì mà các nhà khoa học đang làm. Nếu là một nhân viên của NASA, dường như mọi thứ về bạn sẽ là một ẩn số. Bạn chỉ biết được công việc của mình đang làm. Ngoài ra, nơi bạn làm việc cũng tuyệt đối giữ bí mật. Hầu như bạn hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Cái mà bạn cần là làm cống hiến hết mình cho khoa học. Bạn có muốn làm một công việc như thế? 5. Hacker, các nhóm làm việc độc lập hoặc cho chính phủ. Nhắc đến từ hacker, có phải trong đầu các bạn sẽ hiện lên những hình ảnh những người mang mặt nạ ngồi dán mắt vào màn hình máy tính bị lấp đầy bởi những dòng code màu xanh? Chúng ta thường cho rằng hacker là những phần tử tiêu cực trong thế giới trực tuyến, luôn tìm cách để hại mọi người.
lừa gạt các tập đoàn, ăn cắp thông tin và thậm chí là phá hoại nền kinh tế hoặc gây ra chiến tranh. Có ai trong số các bạn đang là một hacker ẩn mình không? Một điều không thể phủ nhận, để là một hacker, bạn phải cực kỳ giỏi về công nghệ. Có rất nhiều bộ phim nói về các đối tượng hacker thực hiện hành động của mình với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau như Black Hat 2015, Snowden 2016 hay Mr. Robot. Và thực tế cũng vậy, cho dù bạn là một thành viên trong những nhóm hacker độc lập hoặc được chính phủ tuyển dụng nhằm mục đích ngăn chặn hay đánh cắp các thông tin tuyệt mật của các đối thủ, thì điều quan trọng để làm công việc này, bạn phải là một ẩn số. Không ai biết bạn là ai, bởi theo quy định của pháp luật nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, hacker là loại tội phạm công nghệ cao, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý về mặt hình sự. Giờ thì các bạn đã thấy, không phải công việc nào cũng có thể đem khoe nhé. Sau khi xem video, công việc bí ẩn nhất, công việc bí ẩn nào làm bạn ấn tượng nhất? Bạn có thích chọn những công việc như thế không? Nếu có thể được chọn làm một công việc, bạn sẽ chọn nghề nào? Và nếu làm những công việc này thì chắc chắn một điều, bạn là người cực kỳ giỏi nhé. Theo bạn thì những công việc như nghiên cứu chế tạo vũ khí, kỹ thuật viên nhà máy hạt nhân có được xem là công việc bí ẩn nhất thế giới không? Bạn cũng có thể giới thiệu những công việc mà bạn cho là bí ẩn để mọi người cùng thảo luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!